đây 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 xem. Nhưng mà cái này tôi biết rồi, tôi xem lại không có hay đâu mấy ông nhờ. Ok, hello xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ trở lại với Ready for Misty. Và tập hôm nay đó là một người bạn rất là đặc biệt. Ok, lên tiếng đi bạn boy. Hey, tôi đây bạn ơi. Cơm mà đây hình như là tao với mày là lần đầu tiên rồi, kiểu là làm chung với nhau một cái gì đó đúng không nhỉ? Đúng, bình thường diễn đúng rồi, chỉ có đi chơi chung thôi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên rồi. Mà diễn quá làm công việc với nhau đó. Công việc với nhau đúng không? Đúng. Diễn quá bố mới ăn mới uống gì tại xong cái này chơi ome đây mày. Tao nãy giờ tao qua nhà mới, qua chỗ ở mới, chuyển giờ chuyển đồ tiếp vợ ra, về hơi muộn tí. Ủa vậy là nhà khi nào sắp xong chưa? Cái đồ mua nhà đó mười mấy tỷ. Trời ơi. Má chết người đấy. Chết ta luôn. Chứ nghe nói là căn biệt phủ đó là cũng mười mấy tỷ tọa lạc ở trung tâm Hà Nội đấy. Tào lao nữa, okay, tào lao nữa. Xong, để bạn ra Hà Nội đi tân gia cái chứ nhỉ? Tân gia đi cái gì, nhà đang thiếu cái giường. Nhà mày thiếu to dữ vậy. Nhà mày thiếu cái giường hả? Nó chứ ra chơi được rồi, cần quà cáp gì đâu tao mày. Rồi, thôi, nói chung là bây giờ vô đi ha. Rambo và Misty có thân nhau không? Thật sự thì để mà hỏi thân với nhau không ấy là chắc chắn là thân rồi. Thân nhưng mà hả? Trên cái phương diện là chơi với nhau ngoài đời thì cực kỳ thân nhá. Đúng. Nhưng mà trên công việc thì nhiều khi là mỗi người nó có một cái hướng phát triển riêng, nên là bọn đúng, anh đúng. Chơi chung với nhau. Đúng. Còn bài thì thân đấy, thân với nhau đấy. Mình với Bo là cũng có mấy kèo nhậu đó, đi chơi với nhau là cũng có tâm sự nói chuyện với nhau là cũng nhiều đó. Ý là không có theo dõi nhau qua công việc thôi. Đúng. Trong 3 giây đoán tên thật của Rambo có bao nhiêu chữ hát? Bao nhiêu chữ hát? 1, 2, 1 chữ hát. Sai. Ủa Lâm. À, 2 chữ hát quá thể tao đã nghi rồi. Mày bị đổi tên thành Lâm Đình Heo rồi còn gì. Thôi kìa. Tên thật của tao nha Lâm. Sao mà biết quá. Được tên thật của tôi đúng không? Thế là bạn bè là không có thân rồi. Ủa chứ tên thật mày là gì? Tên tao xin là tên khác á. Ảo vậy, không biết luôn á. Ồ, ôi thế bạn bè như này là không có thân rồi. Ừ, như vậy là không thân rồi. Tên thật mày là gì? Nghe này, Đinh Văn Thanh Phước Khoa. Đinh Văn Thanh Phước Khoa. Ừ, tên 5 chữ. Vậy là mấy chữ hát hả chị Thi? Ờ, tên thật là Đinh Văn Thanh Phước Khoa được mà anh em. Ờ, chữ Thanh là đã có 2 chữ hát rồi. 5 chữ hát. Trong 3 giây, đoán tên thật Misty có bao nhiêu chữ Y? 3, 2, 1, hết rồi. 2 chữ. Không có chữ Y nào hết. Ta làm tên hát Y dài mà. Ờ, ôi trời, quê thế nhờ. À, chữ Y á, không có chữ Y nào hết. Quê thế nhờ. Câu hỏi dành cho Rambo, thứ tự người thích nhất trong team Griffin. Tự yêu thích nhất. Chết mẹ mày chưa. Thứ tự thích nhất này có nghĩa là như thế nào nhờ, kiểu là mình mến ai nhất hay sao? Đúng rồi. Dạ. Thật sự anh em mà kiểu mà sống chung một cái tập thể anh em team Griffin thì ai cũng mến cả. Nhưng mà để mà gọi là cùng trang lứa với nhau, dễ tâm sự và là nói chuyện nhiều ấy, thì một là Dép, hai là Nhím. Đấy, ba là anh Ben, là kiểu là anh em ngang tuổi với nhau ấy. Hay nói chuyện tâm sự nhiều. Là cái này là bạn bè dễ tâm sự với gì nhau đấy. Thì đúng là rồi. Dép, Nhím còn với lại là với lại anh Ben. Câu hỏi dành cho Misty, thứ tự đẹp trai nhất trong team gì phân? Sao đẹp trai nhất là gà gì đấy? Đồ thôi. Không thì anh Nhím đẹp trai nhé. Không, thật, Nhím mới đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Có người đẹp như thế này, có người đẹp như thế kia. Để mà hỏi đúng. Là ai đẹp trai nhất trong team ấy thì nó khó nói lắm. Không, ôi, nói khéo quá mày đẹp trai nhất. Má về cái độ khéo quá nếu bồi. Như mà trong trời ơi, trưởng thành quá em. Team refund, nếu thôi nha, nếu chọn một người làm bạn trai á, gọi là hợp gu với là hợp nói chuyện nhất thì ta sẽ chọn không? Mày. Tại vì mày là cái tính cách là tại vì dễ thương, ý là nói chuyện hài hước phải không? Tôi rất thích những người hài hước nên là đó. Có không à? Có, đừng ý nhưng mà nếu thôi, đó là trường hợp nếu thôi mọi người ạ, chứ không có thể nào mà nó xảy ra được. Chứ tao là tao biết mày là cái gu của mày như thế nào á. Lộc điện nói trên đây hát dữ vậy là thường nhiều khi là nó cháy nhà thì hiểu không có tiền. Ok. À là bố đẹp trai nhất nè, xong sau đó là đến Nhím, xong sau đó là đến không tôi mà đẹp trai á, đây là tao một... sắp xếp theo thứ tự của tao rồi. Như... tôi là một người ví dụ nhìn vô dễ mến dễ nhìn
Chứ mà kiểu nhìn vào quay là anh này đẹp trai quá là đéo có. Ai mà bảo nhìn vô tôi đẹp trai á, xấu. Xấu. Hoặc là đá nói. Chứ mà nhìn vào thẳng không, tôi là chỉ là dễ nhìn thôi. Đó, thì sáng sủa, nhìn mặt kiểu sáng sủa thôi. Hết. Nhưng mà để tao giải thích là ví dụ nhá, nhìn tao ấy là kiểu là nhìn đưa, nhìn kiểu là nhìn nó dễ mến thôi. Nhưng mà nhìn đẹp trai thì nó đẹp có. Cái này nó thật. Anh đẹp trai không em? Có. Không. Buồn thấy ghê. Nếu một ngày biến thành đối phương, bạn sẽ muốn làm gì? Nếu tao biến thành mày, tao sẽ... Tao sẽ tỏ tình thằng Nhiếm. Mặc dù ngày nào mày cũng nói chuyện với thích thằng Nhiếm. Nhưng mà mỗi tao muốn coi được cái phản ứng thử là mọi người sẽ như thế nào. Hay là thích anh Nhiếm đúng không? Tự nhiên biết bao nhiêu người trong tim không tỏ tình mà lại đi tỏ tình anh Nhiếm. À xài. Hả? Biết bao nhiêu anh em trong tim không tỏ tình mà đi tỏ tình anh Nhiếm. Hay giày ơi. Là thiếu thế mà nếu là tao mà là mày ấy tao sẽ chủ động tỏ tình em đép để coi em đép gọi là ý là Tùng chứ không phải đép béo nha. được gọi là idol tỏ tình. Ác nữa, ác nữa. Như thế nào thì hiểu. Ác lắm. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ống hút hả? Mình đây cũng là ông hút đây. Nhưng mà ông hút này nó mất dạy không? Ủa sao nó che lại vậy? Ông hút hơi xù nha má. Đồ vật bắt đầu bằng chữ C. C hả? Chữ C. Có nhưng mà cái này nó hơi nhạy cảm không? Cái này nó hơi nhạy cảm. Không lấy được gì sao vậy? Có phải mày tục thật chứ? Đây, cây này, 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 cây U đầu à, bây giờ đập đầu xuống bàn được. U là cái gì trời? U khó. U thề với mấy ông nhé. Mà trong con phò, trong căn phòng của tôi được làm gì kiếm được chứ U. U là cái gì nhờ? U19 Hà Nội T và T à. Là U gì? Trong cái căn phòng này mấy ông kiếm giùm tôi một cái đồ vật mà có cái từ chữ U coi. Khó phải. Umbrella. Thì là umbrella được. Là cái dù. Chữ U đầu tiên. Mấy ba, con lại, mấy cha. Chữ U bắt đầu đầu tiên. Chứ không phải là trong cái từ đó nó có chữ U. Chữ U là cái chữ bắt đầu, cái chữ cái đầu tiên. USB, đúng rồi. Nhưng mà tôi đéo có USB. Phải liền thề. Không có USB đây mà. Ôi, ai đâu chơi tiếng Anh. Bắt lại mày. Chơi mày tiếng Việt chứ. Không, cái này quà đi, cái này khó. Thôi, cái này quà, cái này quà chữ đi. U. Rồi đồ trong ví nhưng mà không phải là tiền, thẻ hay là giấy tờ. Chết mẹ rồi bố ơi, tao có cái này hay lắm. What? Là tiền, thẻ và giấy tờ đây. Có vé số được không? Được. Nhưng mà mày biết cái này gì không bố? Bao su à? Nó là kẹo dẻo á. Trời nhìn sao giống bao su vậy? Nhìn nó bậy ha. Nhìn nó bậy thiệt luôn á. Nhìn đi ghen quá. Ta tính để trong ví này để kẹo kẹo chôn á. Cho anh cái gì, cứ sử dụng như cho anh cái gì. Nó là kẹo dẻo nè. Không, anh thử coi, anh thử coi. Kẹo thiệt anh em à, kẹo thật. Show hình mới nhất trong điện thoại của mình. Chết mày thằng bố. Điện thoại của anh đâu nha. Hình mới nhất trong điện thoại của mình. Mới nhất trong điện thoại. Trời ơi. Trời ơi, bu chúa. Cái hình hồi nãy mới chụp bên nhà thông báo up stream. Hình này là hình con bé trong phim hình đó mà. Weibo. Trời ơi, Weibo quá liền rồi. Hình tiếp theo. Mẹ làm gì có hình của ông bố. Trời ơi, tao cũng có hình này luôn á. Có nhưng mà cái không, hình này chơi nhưng mà ít chụp hình được. Lắm. Tôi đi chơi với anh Thi rồi lâu lắm rồi mà. Chưa bao giờ tôi chụp hình với anh Thi luôn mấy ông à. Ai, tao có luôn. Hôm bữa vừa đi Hạ Long. Nhưng mà cái này không có dìm, cái này đẹp quá, cái này xinh quá. Đúng. Phải chụp dìm cơ.
Không, nhưng mà hồi này biến đó. Biến đó. Dữ đó. Cày thế giờ. Chụp hình người ta đang đi đái luôn kìa. Mày ác thiệt chứ. Mấy năm trước như vậy là bảnh rồi. Mimi đúng không? Ờ đây, chú tải Mimi đây rồi. Tôi giống mà, tôi giống mà. Sợ quá, tôi nói cái này luôn. Cái này là sợ quá, sợ quá. Phải ban đó thôi. Giống phải liền nè. Ủa cái này thì khó. Ừ, cái này con gái nhầm hợp hơn đó chứ nha. Me me nhầm. Nam nữ với nữ dễ giống hơn á. Me 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 nhầm 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 me me anh em ơi. Nó dễ hơn mà. Me 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 me. Má này. Cái này giống thằng Di váy liền đây. Bụt đúng mày. Ừ, nhìn này giống bụt. Ôi, clip này nhìn cũng quen luôn nè. Clip hình như là tâm sự với cùng yêu cũ, người yêu cũ cùng lên Ngọc Đàm hay sao nè. Thôi. Giống nhờ. Không, đâu phải làm được như thế này. Không giống bột thật, bột nó lại tóc như thế này nhìn giống thật. Thôi, cái đầu tiên. Cái này nè, nhiếp. Anh Ben, anh Ben. À, chờ, đẹp mà. Anh Ben, chốt anh Ben rồi. Ui, sao biết vậy? Quá đỉnh. Tôi chưa bao giờ thấy tấm hình này của anh Ben luôn. Quá đỉnh. Cái này khó. Anh Chip, anh Chip. Không, bông mai. Anh Đỗ, anh Đỗ. Rồi. Khó quá, phải cho cái bụt gùi vô là biết anh Độ rồi. Đúng rồi, rồi. Phải cho cái bụt gùi vô chứ. Thằng bố, thằng bố. Cái tấm hình nó giả gái luôn. Sao tao đéo nhìn ra được tôi nữa nhờ? Thế sao tao không biết nhờ? Ủa, mày không nhận ra luôn hả? Không, 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 không nhận ra, không nhận ra. 2-1. Anh Xe Me. Anh Xe Me. 3-1 rồi. Anh Quang chết. Quang. Trời ơi, hồi nào vậy trời. Lâu lắm rồi, thời này lâu lắm rồi. 5-2 rồi. Vẫn là 3-1. Anh Kiếp. Ta chưa anh Kiếp. Đây rồi. Ta quen với cái hình ảnh, cái hình ảnh Red Lover của ảnh rồi. Giờ nhìn nhìn này nhìn. Gỡ nè, bắt đầu gỡ nè, bắt đầu gỡ nè. Quen chú già rồi. Đẹp không? Nhìn cặp mắt là biết thôi. Trời ơi. Trời ơi. Đẹp đấy hả? Nhiếp. Sao? Ôi sao vẫn thua vậy ta? Trời ơi. Nhạc chế. Nhạc chế. Nhạc chế khó vậy. Hồi nhỏ chỉ có hai hát chế. Có, nhưng cái bài này nó hơi mất dạy. Đúng rồi, thường thì nhạc chế của mình đúng. Nó tục lắm. Biết đúng rồi. Trên đường đi qua mi gặp hai con quẹo. Đó, biết luôn, biết luôn. Còn mày biết cái bài là cô ba đi chợ đường xa vừa bi đường bức lá môn. Đấy. Đó. Mấy nhạc chế đó nó bậy lắm đúng, không có được. Đúng rồi, lắm. Nhạc chế nó bậy lắm anh em à. Ê Lương không biết hát sao luôn á. Rồi luôn. Con hy sinh luôn nha. Hy sinh. Hợp lý à? Hợp lý. Khi theo thương hoa mây buồn dằn lối lạc sư khối phôi phai đưa bước ai xa. Này tôi bị ép anh em à, tôi bị ép. Phân khuân bình tà dẫn dương. Tôi bị ép, tôi bị ép. Tấn trong miền say chiều mưa buồn. Tôi bị ép anh em à. Đường khoe mi gờ sầu bì. Ây 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 ây. Đường xưa lại cố nhân từ giả biệt ly. Cánh hoa rung rơi. Anh nhìn mặt ghé đó trong đây mày thương phùng. Tinh 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 tinh. Tiên câu cô nàng đỏ bài. Thì Nga qua lấy xong đây là quên là nơi này. Phía cho vai hoàng gà ô gầy. Ô ô ô. Ok. Woohoo. Ok, cảm ơn Bo. Ok, bye bye, bye bye Bo. Thank you, thank you. Cuối tháng vô cho mày. Bye bye. Ôi giời ơi, đúng cũng ga gì đấy.